Chào các bạn nha. Mình đang ở trong nhà vì ở ngoài trời hôm nay rất là mưa. Nên là mình đang phải đứng ở trong nhà thôi, không ra ngoài mưa được. Mình sẽ lấy hoa quả và mời mọi người nha. Nhiều quả ối ở đây. Có rất là nhiều ối và bưởi. Mình sẽ đây nhé. Mời mọi người. Tránh ra. Đi ra ngoài cho mẹ làm. Bây giờ ăn hay là quay cả gấp con cá luôn đi. Gấp con cá của hai mà quay luôn đi. Anh sẽ gấp một con cá. Nên một giấy nó cũng tắt. Mình sẽ làm cái là bưởi nữa. Ngon đấy. Không, mẹ không ăn được. Cho bạn nè. Cho bạn ăn nè. Yeah. Bạn ơi, mình cho bạn nè. Cho bạn một muỗng bưởi nè. Bạn ăn đi nhá. Rất là ngon luôn mọi người. Mình sẽ cho mọi người xem. Không phải là ngon. Đây là bóc bưởi, mời các bạn nhé. Bạn ăn nữa không? À, không. Bạn đang còn hả? Đấy. Trắng như bông bưởi là đúng không? Bưởi trắng. Đây là bưởi trắng. Ở nhà mời mọi người ăn ối. Đây là ối nữa này. Nhiều hoa quả. Ngon lắm à. Bóc bưởi cho mọi người xem. Đây là mỗi bưởi. Trắng. Có nhiều hạt. Giống bưởi này nhiều hạt. Nhưng mà rất là chắc, bưởi ra muối rất là chắc. Bó hạt đi. Đây. Bưởi đây. Ăn nữa không? Hả? Cho bạn này. Ăn hết đi cho bạn này. Đấy mọi người. Mời mọi người. Rất là ngọt. Ngọt thanh ngọt mát. Chào tạm biệt mọi người nhé. Hẹn gặp lại mọi người ở những video sau.